mới 2016-2017 bắt đầu chưa tới một tháng, nhưng câu chuyện về dạy thêm học thêm đã lại nóng lên ở nhiều địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Vì sao phải dạy thêm học thêm và nhu cầu này trong thực tế ra sao? Từ nhiều năm nay, Đà Nẵng không cấm dạy thêm học thêm mà nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thông tư số 17 năm 2012 và quyết định số 13 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố quy định về quản lý dạy thêm học thêm. Tuy nhiên, đối với bậc tiểu học thì Đà Nẵng nghiêm cấm tuyệt đối việc dạy thêm học thêm. Đối với thành phố Đà Nẵng thì hiện nay cái số lượng, đặc biệt là quận Hải Châu, thì cái tỷ lệ học sinh học 2 buổi trên ngày tương đối cao. Thì đối với những lớp, những trường mà học sinh đã được học 2 buổi trên ngày thì nghiêm cấm không tổ chức dạy thêm học thêm. Quy định của Bộ và lãnh đạo thành phố là vậy, nhưng trong thực tế, việc dạy thêm học thêm vẫn xảy ra không phải là hiếm, ngay cả đối với bậc tiểu học. Cái học là con của mình không có biết để mình dạy hay là mình kèm, nên là tốt nhất là nên cho dạy thêm. Tôi nghĩ là như vậy, mà tất cả phụ huynh tôi thấy là đều chở con đi học, học cả ngày cả đêm, không phải riêng gì tôi. Cô là con có đi học thêm, con học thêm môn toán và tiếng Việt. Con học ở môn khác và ước mơ của con là lớn lên được làm cô giáo, nên ba mẹ mới cho con đi học thêm. Dạ, con học thêm là môn Anh văn, vì là ba mẹ cấm học giờ Anh văn nên cho con đi học, và còn là cấm mỗi lần mà con đi học là tăng này. Lý giải việc học thêm dạy thêm cho học sinh bậc tiểu học vẫn còn tồn tại, nhiều giáo viên cho rằng chương trình học vẫn còn khá nặng với học sinh, thời gian trên lớp không đủ để dạy hết những bài dài, bài khó. Sĩ số học sinh mỗi lớp thường đông quá 40 em và giáo viên khó có thể bám sát kèm cặp từng em. Trong khi đó, tâm lý nhiều bậc cha mẹ vẫn muốn cho con em mình đi học thêm do không có thời gian kèm cặp con ở nhà. Hiện nay chương trình cũng còn nhiều cái áp lực đối với các em học sinh. Thì cũng có nhiều công văn là đã cho giảm tải chương trình, nhưng mà nó cũng còn là quá nặng so với các em. Và trong chương trình lớp 4 là một chương trình khó mà các em phải tải rất là nhiều kiến thức, cho nên là áp lực đối với các em cũng còn cao. Do một số phụ huynh ấy, là nhiều khi họ cũng hiểu cũng chưa đúng đắn lắm, cứ nghĩ rằng con học ở trường như vậy là giáo viên dạy đại trà, như vậy là chưa yên tâm, rồi cũng cố gửi con ở một cái lò nào đó dạy thêm, trung tâm nào đó, ví dụ như vậy. Mặt khác, đối với giáo viên, dạy thêm cũng là một nhu cầu có thực và hoàn toàn chính đáng để đảm bảo cuộc sống trong điều kiện mức lương giáo viên còn thấp so với mặt bằng chung như hiện nay. Hiện nay thì như tôi thấy bản thân tôi là lương, hai vợ chồng tôi đều là lương giáo viên, cho nên là mọi cái trang trải trong cuộc sống nó cũng còn rất là nhiều cái mà chúng tôi cần phải đắn đo, cho nên là nếu mà phụ huynh có tâm nguyện muốn chúng tôi là bổ sung kiến thức cho các em thì tôi cũng mong muốn là các cấp lãnh đạo có một cái chính sách gì đó cho những cái giáo viên như chúng tôi để ổn định cuộc sống hơn. Tuy nhiên, thiết nghĩ người lớn, dù là từ góc độ nhà quản lý giáo dục, giáo viên hay phụ huynh, thì cũng cần nhìn nhận rõ ràng, tất cả cần phải xuất phát từ quyền lợi của học sinh. Các em có thực sự muốn và cần đi học thêm để nắm bắt kịp kiến thức trên lớp hay không? Và thay vì cấm 100%, rất cần có một cơ chế minh bạch rõ ràng về dạy thêm học thêm để tránh hiện tượng dạy thêm học thêm biến tướng tiêu cực, đồng thời đảm bảo mức sống tối thiểu cho những giáo viên thực sự tâm huyết và có năng lực. Các từ thiện xã hội là một trong những cái phật sự quan trọng mà Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã chỉ đạo, và chúng tôi cũng từ đó kết hợp với các cơ quan ban ngành cùng chung tay chăm lo cho đời sống của bà con.